cái con ếch gì mà nhìn cái tướng đi nó giống như người ngoài hành tinh vậy á tờ, ghê thiệt á chứ. Chuyện là mình có nuôi mấy con ếch bắc man xanh đỏ vàng đồ nè các bạn, rồi thêm mấy cái con ếch bò châu phi này nữa. Hôm nay tôi nuôi tới con ếch hà mã luôn rồi nè. Kêu là con ếch hà mã có phải vậy nó giống như con hà mã không, mà thấy nhiều người kêu nên là mình bắt chước mình kêu theo thôi, chứ cái tên chính xác của nó là con bớt rẹt. Mình hay kêu nó là con ếch buget á, nhìn cái mặt con này nó hài thiệt luôn á chứ, nó có hai mắt lòi ra là mình nhớ tới mấy cá hồi lòi thiệt luôn á. Chắc vài bữa nữa phải nuôi cá hồi lòi lại thôi. Con bớt rẹt này thì là một loại ếch rất là háo ăn, như các bạn đã thấy thì mình cho nó ăn đã chưa. Lúc mới khui hộp ra bị nó táp một cái rồi, tưởng đâu ngón tay mình là cá hay sao á, cũng đờ ao đau lắm á. Thức ăn mà mình hay cho nó ăn là cá thôi, không có giống như cái bọn bullfrog thích ăn côn trùng hơn, và cái môi trường sống của chúng cũng khác nhau hoàn toàn luôn. Con bullfrog thì set up cái hồ nuôi đủ ẩm là ok, còn cái con bớt rẹt này thì đa số thời gian của nó sẽ dành ở dưới nước, nên là set up chuồng nuôi của nó cũng ngập nước luôn vậy nè. Con mình đang nuôi là con cái, để khi nữa mình rước thêm con đực về nuôi nữa cho nó đủ cặp á.